Gần đây nhất vào tháng 4 năm 2024, cuộc khai quật di chỉ ở thôn 8 xã Đắc Quyêu, huyện Chư Dút, các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện hơn 1.000 hiện vật có niên đại trên dưới 4.500 năm. Theo nhận định, khu vực này có thể đã từng là một xưởng chế tác và tu chỉnh công cụ tại chỗ thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới. Thì mục đích của cuộc khai quật lần này là chúng tôi mở để bảo tồn tại chỗ, để hướng tới cái mục tiêu lâu dài cho của tỉnh Đắk Nông là muốn giữ lại cái di chỉ này đến du lịch trọng điểm của tỉnh trong tương lai. Và đây cũng là một cái di chỉ cũng rất là quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử của tỉnh Đắk Nông nói riêng cũng như của vùng Tây Nguyên nói chung. Hiện trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các nhà khoa học phát hiện công bố, nghiên cứu khoảng gần 100 di tích khảo cổ và có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới. Để được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, ngoài một số di chỉ địa chất có giá trị khoa học đặc biệt hiếm có, thì còn có ý nghĩa về địa chất khảo cổ sinh thái lịch sử, đa dạng sinh học văn hóa. Chúng ta có được cái giá trị đấy thì chúng ta có những cái phương án để chúng ta bảo vệ và phát huy lên, thì nhất là những cái giá trị này trong vùng công viên địa chất. Và đó là một trong những cái nội dung rất là quan trọng trong hồ sơ để chúng ta có thể đệ trình lên trên UNESCO được công nhận là tái thẩm định lần thứ 3 vào năm 2027. Với những giá trị đặc biệt về địa chất và khảo cổ, những di sản quốc gia đang dần được hé lộ, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị về văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.